tiếp theo mời quý vị cùng đến với tiếng hát của một người ca sĩ và tôi xin được giải phép giới thiệu thêm. Anh là một gương mặt đã đạt được rất nhiều giải thưởng tại các cuộc thi, các cuộc liên hoan khu vực và toàn quốc. Xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát ca sĩ Cao Huy Thế. Huy Thế xin cảm ơn chương trình có một ca rất là hài hước là việc của Cẩm Vân đại hát chương trình. Ông đi chúng tôi chuyện chuyện. Thank you.
xin mời quý vị đón nhận.